Biểu tình quy mô lớn nổ ra nhiều nơi tại Trung Quốc, cảnh sát đặc nhiệm huy động đến hiện trường. Cách mạng tóc trắng nổ ra ở Vũ Hán, cảnh sát không dám mạnh tay duy trì ổn định. 4,5 tỷ dữ liệu cá nhân của Trung Quốc bị rò dỉ, an ninh mạng Trung Quốc bị vô hiệu. Đặng Hiểu xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trong mục điểm nóng trên kênh DBC. Thưa quý vị, mới đây vào ngày 15 tháng 2, các cuộc biểu tình quy mô lớn phản đối cải cách bảo hiểm y tế của chính phủ đã đồng loạt nổ ra ở Trung Quốc. Chính quyền đã cử một lượng lớn cảnh sát đến duy trì ổn định, nhưng không thể làm lung lay ý chí của người dân. Biểu tình quy mô lớn nổ ra nhiều nơi tại Trung Quốc, cảnh sát đặc nhiệm huy động đến hiện trường. Theo dĩ Bok vào ngày 15 tháng 2, các cuộc biểu tình quy mô lớn đã nổ ra ở Đại Liên, Liêu Ninh và Vũ Hán trong cùng ngày. Quảng trường nhân dân ở Đại Liên chật kín người. Các nguồn tin cho biết những người về hưu từ Đại Liên đã tập trung lại đây để phản đối cải cách chăm sóc sức khỏe do các quan chức địa phương đưa ra. Đồng thời, một số lượng lớn cảnh sát đã có mặt tại hiện trường duy trì ổn định, bao gồm cả cảnh sát đặc nhiệm. Video trực tuyến cho thấy một số lượng lớn người dân đã tập trung tại quảng trường nhân dân Đại Liên. Nhiều người đã cùng nhau hát bài hát quốc tế ca, xung quanh có rất đông cảnh sát túc trực tại hiện trường. Trong đoạn video này, một công dân lớn tuổi nói, thật không dễ dàng cho những người bình thường, chúng tôi đã sống sót sau nạn đói 3 năm, chúng tôi đã sống sót sau cách mạng văn hóa và chúng tôi đã sống sót sau dịch bệnh này. Tại sao chính quyền đại liên lại cử nhiều cảnh sát như vậy để đối phó với những người dân thường như chúng tôi? Nên lắng nghe tiếng nói của những người bình thường. Một nam công nhân khác xen vào, thật tội lỗi cho người dân khi sống ở đây. Trong một đoạn video khác, một nữ công dân lớn tuổi cho biết, hiện trường rất đông người nhưng họ không được phép vào tòa thị chính. Ngày càng có nhiều khu vực ở Trung Quốc thực hiện cải cách bảo hiểm y tế và phương pháp phân bổ bảo hiểm y tế ở các khu vực khác nhau cũng đã được điều chỉnh. Sau khi điều chỉnh, số tiền bảo hiểm y tế chuyển cho người về hưu đã giảm đi nhiều. Ở nhiều khu vực, các khoản bảo hiểm y tế đã bị cắt giảm hơn một nửa. Một số loại thuốc cần phải thông qua việc đi khám bác sĩ thường xuyên thì mới có thể mua được ở hiệu thuốc. Điều này đồng thời đã làm tăng thêm gánh nặng cho bệnh nhân và bệnh viện, đặc biệt là đối với người cao tuổi mắc các bệnh nền. Về vấn đề này đã khiến cho nhiều người về hưu bất mãn và các cuộc biểu tình quy mô lớn nhằm phản đối cải cách bảo hiểm y tế đã xảy ra. Cùng ngày 15 tháng 2, cuộc biểu tình quy mô lớn đã nổ ra ở An Sơn, Liêu Ninh. Cư dân mạng đã tải lên một video cho biết những người về hưu ở nhà máy gang thép An Sơn đã đến chính quyền thành phố biểu tình. Và đây cũng là vấn đề bảo hiểm y tế. Đoạn video cho thấy, cảnh sát địa phương đã bắt giữ người dân và áp giải những người biểu tình bị bắt lên một chiếc xe buýt. Bên cạnh đó, cũng trong ngày 15 tháng 2, hàng chục nghìn người già nghỉ hưu ở Vũ Hán đã biểu tình phản đối cải cách bảo hiểm y tế của chính phủ ở công viên Trung Sơn. Họ liên tục hô vang, nào, cố lên, một số người còn hát bài quốc thế ca. Cách mạng tóc trắng đổ ra ở Vũ Hán, cảnh sát không dám mạnh tay duy trì ổn định. Sau đồng hốp đưa tin vào ngày 15 tháng 2, hàng nghìn người lớn tuổi ở Vũ Hán, Hồ Bắc đã xuống đường yêu cầu chính quyền giúp bỏ các quy định mới về bảo hiểm y tế. Nhiều người gọi đó là cuộc cách mạng tóc trắng. Hàng trăm cảnh sát có mặt tại hiện trường nhưng họ không dám làm gì. Khoảng 20.000 người cao tuổi ở Vũ Hán đã xuống đường và tập trung tại công viên Trung Sơn, chặn con đường huyết mạch chính của Vũ Hán trên đại lộ giải phóng để phản đối cải cách bảo hiểm y tế, mà trong đó chính quyền Vũ Hán đã cắt giảm đến 2 phần 3 quỹ bảo hiểm y tế. Bởi vì trong cuộc biểu tình vào ngày 8 tháng 2 trước đó, những người biểu tình đã đưa ra cảnh báo rằng nếu chính quyền Vũ Hán không đưa ra câu trả lời hợp lý, thì một cuộc biểu tình quy mô lớn hơn sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng 2. Trước lời cảnh báo đó, chính quyền Vũ Hán đã điều động nhiều cảnh sát vào đầu giờ ngày 15 tháng 2 để cố gắng chặn cổng công viên Trung Sơn Vũ Hán. Thậm chí, ga tàu điện ngầm công viên Trung Sơn Vũ Hán cũng bị đóng cửa vào ngày này. Tuy vậy những người lớn tuổi từ Vũ Hán đã đến như dự định và khoảng 20.000 người đã tập trung tại cổng công viên Trung Sơn, chặn ngay cổng Đại lộ Giải phóng. Các video được đăng trên internet cho thấy một số lượng lớn người dân Vũ Hán đã tập trung trước cổng công viên Trung Sơn để phản đối. Bên cạnh đó, có rất nhiều cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Người quay video cho biết cảnh sát có mặt ở khắp mọi nơi, họ không được phép tập trung ở cổng công viên và họ muốn tất cả chúng tôi đi vào trong công viên Trung Sơn. Hàng chục nghìn người biểu tình tập trung tại công viên Trung Sơn ở Vũ Hán đã đụng độ với cảnh sát duy trì ổn định tại hiện trường. Trong lúc xung đột, một số cụ già đã ngã xuống đất, cảnh sát vô cùng sợ hãi vì họ lo sợ phải chịu trách nhiệm nên cảnh sát không dám làm gì nữa. Sau đó, giữa tiếng vỗ tay của những người có mặt tại hiện trường, cảnh sát đã thành lập một đội và lặng lẽ rời khỏi hiện trường. Trên thực tế, chính quyền Vũ Hán không chỉ cử cảnh sát đến duy trì ổn định, mà ngay cả công ty xe buýt cũng nhận được thông báo tương ứng. Theo cư dân mạng, một số trường học ở Vũ Hán đã đóng cửa vào ngày 15 tháng 2. Chính quyền sợ rằng sinh viên sẽ tham gia và trở thành một phong trào giấy trắng khác. Tuy nhiên, nhiều thanh niên cũng đã xuất hiện tại địa điểm biểu tình, nhưng họ đã bị cảnh sát bắt giữ và có xung đột với lực lượng cảnh sát tài khoản twitter lương tâm tự biết vui vẻ cho biết tại sao lại có nhiều cuộc biểu tình ở vũ hán như vậy vũ hán là thành phố đầu tiên bị phong tỏa nó là một thành phố đầy máu và nước mắt khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ chỉ sau một đêm hầu như tất cả mọi người đều bị nhiễm bệnh và nhiều người già đã chết hầu hết họ đều cho rằng việc trích quỹ y tế là đẩy người già vào chỗ chết và chính phủ làm vậy là để giảm bớt gánh nặng một cư dân mạng đã trích lời tập cận bình để châm biếm không nên động đến người Trung Quốc, nếu làm họ tức giận thì sẽ rất khó giải quyết. Lý Hằng Thanh, một nhà kinh tế tại Viện Thông tin và Chiến lược Hoa Kỳ, nói với truyền thông rằng, người dân trên khắp Trung Quốc đều không hài lòng với việc thiếu các quyền lợi bảo hiểm y tế. Bây giờ, người dân đã xuống đường và rất khó để họ bình tĩnh lại bởi vì việc này liên quan đến lợi ích sống còn của dân chúng số tiền bị cắt giảm lúc này thực ra đều là tiền mà dân chúng tự đóng tại sao chính phủ lại dùng lệnh để lấy đi điều này là trái pháp luật nhưng chính quyền trung ương đã nói rất rõ ràng đó là vì chính quyền trung ương không có tiền cho nên họ đã lấy tiền của người dân mà không cần bàn bạc trong những năm gần đây chính quyền trung quốc đã đưa ra nhiều chính sách để đàn áp các doanh nghiệp tư nhân đặc biệt zero covid và phòng chống dịch bệnh đã tiêu tốn rất nhiều công sức và tiền bạc khiến nền kinh tế quốc dân và thị trường kinh doanh chịu nhiều tác động tài chính địa phương trên cả nước lâm vào khủng hoảng Lý Hằng Thanh cho rằng, trước tình hình nghiêm trọng hiện nay, khi tất cả các ngành công nghiệp ở Trung Quốc đều xa sút nền kinh tế đang trên bờ vực sụp đổ và ngân khố quốc gia trống rỗng. Các cuộc biểu tình ở Vũ Hán có thể gây ra phản ứng dây chuyền và trở thành một sự kiện nối tiếp của cuộc cách mạng dây trắng, khiến cơ quan chức năng khó có thể xử lý được trong lúc chính quyền Trung Quốc đang đứng trước tình thế khó khăn khi người dân Trung Quốc thức tỉnh và bảo vệ quyền lợi của mình, thì việc dò dỉ 4,5 tỷ dữ liệu cá nhân của Trung Quốc lại càng là vấn đề trầm trọng. 4,5 tỷ dữ liệu cá nhân của Trung Quốc bị dò dỉ, an ninh mạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc bị vô hiệu. Theo dì Epoch Chan, trước đây đã có nhiều vụ dò dỉ và buôn bán thông tin cá nhân ở Trung Quốc. Truyền thông Trung Quốc mới đây đưa tin rằng có khoảng 4,5 tỷ dữ liệu của ngành thương mại điện tử hoặc ngành chuyển phát nhanh bị nghi ngờ đã dò dỉ trên các web đen và các vấn đề về an ninh Internet ở Trung Quốc đã làm dấy lên nhiều lo ngại. Vào ngày 14 tháng 2, theo báo cáo của phương tiện truyền thông đại lục Bản tin Kinh doanh Thế kỷ 21, các thông tin cá nhân bị dò dỉ trên web đen bao gồm tên thật, số điện thoại và địa chỉ. Web đen là một phương tiện kỹ thuật nhằm cung cấp cho người dùng quyền truy cập thông tin cá nhân Internet ẩn danh bằng cách sử dụng đường truyền được mã hóa, vân vân. Vụ việc xảy ra vào tối ngày 12 tháng 2, khi nhiều kênh của nền tảng xã hội Telegram bất ngờ chuyển tiếp một lượng lớn liên kết đến một robot điều tra quyền riêng tư. Nhiều người cho biết robot này đã làm do gì 4,5 tỷ mẫu thông tin cá nhân ở Trung Quốc, với gói dữ liệu lên tới 435GB, nghi ngờ là dữ liệu trong ngành thương mại điện tử hoặc chuyển phát nhanh. Bên trên, một chuyên gia an ninh mạng nói với 21 Century rằng anh ấy đã tìm thấy thông tin cá nhân của mình thông qua giao diện này, bao gồm tên, số điện thoại di động và nhiều địa chỉ ở Vũ Hán và Bắc Kinh. Dựa trên các thông tin này, anh ấy cho biết thời điểm do gì dữ liệu không sớm hơn tháng 11 năm ngoái và chậm nhất là tháng 12 năm ngoái. Bing Chen tin rằng vụ do dỉ dữ liệu thông tin cá nhân lần này quy mô lớn hơn và thuộc nhiều loại khác nhau liên quan đến thông tin chuyển phát nhanh trên nhiều nền tảng. Do quy mô của vụ rò dỉ thông tin rất lớn nên tạm thời chưa thể xác định được nguyên nhân cụ thể. Theo phân tích của Bing Chen, những lý do chính có thể dẫn đến dò dỉ như sau. Một là dò dỉ dữ liệu giao diện API, hai là vận hành và bảo trì không đúng cách hoặc quản lý nội bộ lòng lẻo dẫn đến rò dỉ khóa hoặc mã nguồn. Ba là dò dỉ dữ liệu bởi người trong cuộc, 4. Là cơ sở dữ liệu nội bộ của doanh nghiệp bị xâm nhập Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc được cho là có một đội quân mạng lên tới hàng triệu người và có một cơ quan an ninh để giám sát và thẩm tra Internet. Vậy liệu nó có thể bất cần làm do gì 4,5 tỷ mẫu thông tin hay không? phí lương dũng cựu chủ tịch mặt trận dân chủ trung quốc nói với giới truyền thông rằng văn phòng thông tin internet trung quốc là cơ quan trực thuộc ủy ban trung ương đảng cộng sản trung quốc vốn là công cụ trực tiếp kiểm soát nhằm mục đích đàn áp suy nghĩ của người dân và ngăn chặn sự trỗi dậy của tư tưởng tự do và dân chủ đang lan rộng ở trung quốc đây là một phương tiện rất quan trọng để duy trì sự cai trị chính quyền nhưng về vấn đề bảo mật thông tin của người dân thì ngược lại Giám đốc của Asia News Weekly Hoàng Kim Thu phân tích rằng chỉ cần là vấn đề của người dân thì chính quyền Trung Quốc luôn xử lý chậm chạp bởi vì người dân không phải là ưu tiên hàng đầu. Ông cho biết, trong suy nghĩ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vấn đề đầu tiên nó phải giải quyết là những chuyện gây ảnh hưởng sức mạnh của nó. Cho dù đó chỉ là một câu chuyện, thậm chí là một từ, ngay cả khi chỉ dơ một tờ giấy trắng thì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xem đó như kẻ thù và phản ứng lại rất nhanh nhạy. Đây chính là đặc tính của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hoàng Kim Thu nhấn mạnh rằng, nhiệm vụ cốt lõi và mục tiêu cuối cùng của tất cả các cơ quan chính trị và pháp luật của Đảng Cộng sản Trung Quốc và các cơ quan an ninh cũng như cơ quan tình báo là bảo vệ quyền lực chính trị của chính nó. Thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục điểm nóng của DBC. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.